Thuở nọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai cùng chúng đệ tử du hóa tại núi Ba Sa, nước Ma Kiệt Đà. Nơi đây chính là xứ sở mà chư Phật đã hàng phục tứ ma trong thời quá khứ. Vào thời An Cư Kiết Hạ, Thế Tôn cùng chúng đệ tử, trong đó có Ngài Xá Lợi Phất, cùng tản bộ kinh hành trên đỉnh núi Ba Sa. Phật Thích Ca Mâu Ni: Nhất tâm dễ tu tuệ, trí quang đại tam muội. Công đức người vô song, người ấy đương xuất thế. Người này thuyết diệu pháp, thấy điều được đầy đủ. Như khát uống cam lộ, nhanh tới đường giải thoát. Thế Tôn đây là đang khen ngợi vị Phật sẽ giáng sanh ở đời vị lai phải không ạ? Phải đó, chúng ta nên thỉnh Thế Tôn tuyên giảng cụ thể cho đại chúng được nghe. Tôn giả Xá Lợi Phất: Thế Tôn ạ, xin Ngài tuyên thuyết giảng nói về người trong bài kệ mà Thầy vừa mới xưng tán, đồng thời giảng nói cùng đức tên gọi và thần lực và cõi nước trang nghiêm của vị lai Phật Di Lặc Tự Tôn, cho đến đạo lý tu tập thế nào mới có thể gặp được Ngài ấy ở đời vị lai. Xin Đức Từ Bi giảng nói cho đại chúng thêm được hiểu rõ. Các ông hãy tịnh tâm, lắng nghe và suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu như có người nghe được danh hiệu của bảy vị Như Lai là Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phù Phật, Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật, đồng thời lễ kính cúng dường các vị Như Lai này, thì liền có thể nhờ vào những nhân duyên này mà tiêu trừ được các nghiệp chướng, lại thêm nghe được danh hiệu cùng những diệu pháp căn bản của Đức Di Lặc Từ Bi, thì liền có thể chứng được tâm thanh tịnh trong sạch. Các ông hôm nay nên nhất tâm chắp tay lại, một lòng hướng về vị thánh giả Đại Từ Bi ở cõi đời vĩ lai. Ta sẽ vì các ông mà giảng nói phân biệt rõ ràng. Di Lặc hạ sanh thành Phật ký. Trong cõi nước của Đức Di Lặc Tôn Phật ở đời vị lai, con người sinh sống thanh tịnh, tâm thái nhu hòa, không có ý niệm và các loại hành vi xiển nịnh hư dối. Con người có thể gặp được Di Lặc Như Lai và nhiếp thọ lòng từ bi của Ngài. Những chúng sanh sinh ra cõi nước của Ngài, ai cũng có thể điều phục thân tâm, tùy thuận theo sự giao hóa của Phật Đà. Lúc ấy mực nước của bốn biển lớn, mỗi biển đều giảm xuống 3.000 do tuần. Lục địa dài rộng khoan quảng tới 10.000 do tuần. Mặt đất bằng phẳng, thuần sạch sẽ thanh tịnh như ngọc lưu ly. Đâu đâu cũng là loài hoa kỳ dị tươi tốt mỹ miều. Nhị hoa mềm mại như tơ vóc trên trời, còn sanh ra trái kiết tường thơm ngọt. Ở trong rừng hoa quả sum xê tươi tốt tuyệt đẹp hơn cả vườn hoa trên trời. Cây ở trong rừng cao tới 30 dặm, thành thị phòng ốc đông đúc nối liền liên tiếp. Chúng sanh do quả báo trồng được phước đức thiện căn rộng lớn và tu hành từ bi tâm ở thời hiện tại mà có thể chuyển sanh về cõi nước ấy.
tôi. Nào, các vị hãy theo dõi tôi nhé. Thành xí đồ mạc dài rộng 1.200 do tuần là được dùng các loại kim ngân châu báu mà kiến tạo nên. Hai bên bờ sông đều thuần là cát bằng vàng lấp lánh. Ở nơi đây, cửa không bao giờ gài đóng, bởi vì là từ trước tới giờ chưa hề gặp qua kẻ trộm, cũng không có những nạn đói rách dịch bệnh và đồ độc giết hại, không có những sự việc nước lửa đao binh. Người dân tự tâm cung kính khiêm tốn hòa thuận. Tất cả người dân cha mẹ con cái đều tương thân tương ái với nhau. Đây cũng là điều do Đức Phật Di Lặc từ tâm giáo dục dẫn dắt chỉ dạy mà nên. Những người nào tu trì giữ giới không sát sanh và không ăn thịt thì được chuyển sanh về cõi nước này. Tướng mạo đoan chánh, cách trăng thanh tịnh, uy tướng đầy đủ như người cõi trời không khác. Người dân khi về tuổi già thì tự mình đi vào trong rừng, ngồi dưới gốc cây niệm Phật bình tĩnh, an tịnh qua đời. Sau khi mạng chung, đa phần là chuyển sanh lên cõi trời Phạm Thiên hoặc là được vãng sanh về các cõi nước Phật. Những cục minh châu ở đây vào ban đêm có thể phát ra ánh sáng, chiếu sáng được giống như ban ngày không khác. Nếu như bạn ăn vào những năng lượng của nó, bạn còn có thể được niềm vui như niềm vui của Tam Thiện Thiên vậy. Rất là ngon đấy. Những núi trân báu này ở bất kỳ nơi nào trong thành Xí Đồ mà cũng đều có cả. Người dân có thể tự nhiên tùy ý lấy dùng. Huống chi là việc lấy những viên minh châu cúng cho người tham quan nhìn ngắm, còn có thể khiến cho tâm tính con người hoan hỷ, đồng thời phát khởi tâm vô thượng bồ đề, thành tựu Phật đạo. Bạn có thể đoán được đây là gì không? Là hoa sen. Nhưng đây không phải là hoa sen bình thường. Đây chính là một nhà vệ sinh đã thiết kế ẩn. Từ mặt đất nó tự động mở ra, hoa sen sẽ tản phát ra mùi hương thơm để che lấp đi những mùi khó chịu. Qua là Đại Long Vương Đa La Thi Khí, đầy đủ phước đức uy lực. Đêm đến ngày ấy thường tự nguyện đi làm sạch đường phố. Chúng ta hãy xem thử đi. Xin chào Long Vương, ông đã vất vả nhiều rồi. Mỗi đêm đều phiền ông đến làm sạch đường phố, xin cảm ơn ông. Mau lên, mau lên! Đằng kia chính là đài bãi báo đang đi tuần du. Vị vua của thành này là Tương Khư có 1.000 người con. Đài bãi báo này là do các vương tử dùng các loại châu báu mà làm nên. Nó có cả ngàn cái bánh xe, ngàn cái đầu có thể tùy ý du hành tự tại.
số chân bảo, tất cả đều được tứ đại Long Vương bảo vệ. Tuy những châu báu này rất đẹp, nhưng mà chư Phật đã có nói, trước đây chúng sanh vì để có được những châu báu này mà đi tàn hại lẫn nhau, kết quả là bị đọa vào địa ngục, chịu vô lượng vô biên bao thống khổ. Phải rồi, lòng tham đến cuối cùng cũng lại dẫn đến đau khổ mà thôi, cho nên những thứ này không đáng để chúng ta lưu luyến. Ở đây nhiều loại đá quý báu như thế này, cũng giống như là đất đá tầm thường, không có gì khác cả. Căn bản là không hiếm có, không cần phải nối tiếp, cho dù không có Long Vương canh giữ, tôi cũng làm biến lấy. Kỳ thật chúng ta chỉ cần nhìn ngắm là được rồi đó mà. Thành Xí Đầu Mạc có một vị bà la môn chủ tên là Tu Ma Phạm. Tu Ma Phạm, vợ của ông ấy là Phạm Ma Bạc Đề, tâm tính nhu hòa. Đức Di Lặc ở trên cung trời thanh tịnh Đâu Xuất quan sát và chọn họ làm cha mẹ của mình để thác sanh. Khi Di Lặc giáng thần vào bào thai mẹ, Ngài vẫn tự tại như khi còn ở cung trời Đâu Xuất. Lúc giáng sanh, Ngài phóng ra hào quang rộng khắp, bụi trần không nhiễm. Thể lực của Ngài vô lượng, vượt qua hết thảy các loài long tượng. Lỗ chân lông khắp toàn thân phát ra ánh sáng, chiếu rực khắp vô tận thế giới, không gì ngăn trở được. Thậm chí ánh sáng của tất cả mặt trăng, mặt trời, các vị tinh tú, đến cả ánh sáng của các hạt thủy minh châu, hỏa minh châu, dưới ánh sáng của Ngài đều ủ ê thất sắc. Thân tướng Di Lặc hiển hiện cao lớn như núi vàng kim, thường phát ra ánh sáng trang nghiêm vô bỉ, không ai sánh kịp, khiến cho những người gặp được Ngài tự nhiên siêu thoát khỏi ba đường ác. Đức Di Lặc lúc còn tại gia, Ngài thường quán sát chủng chủng các sự vật vô thường ở thế gian, biết được các pháp hữu di tất thảy rồi sẽ diệt dần, cho nên Ngài tu hành ý niệm vô thường. Các hành vô thường là pháp sinh diệt. Sinh diệt diệt rồi, tịch diệt làm vui,